Như tất cả anh em đã biết, Pokemon chính là thương hiệu có giá trị cao nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên không phải đơn giản mà Pokemon có được như ngày hôm nay. Nó là cả một quá trình cực kỳ dài và được xây dựng từ rất nhiều thứ khác nhau. Sau hơn 26 năm, trải qua 8 thế hệ, hàng chục bản game chính và rất rất nhiều bản game phụ. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến series anime. Mình khá chắc là hầu hết anh em ở đây lần đầu tiên biết đến Pokemon là thông qua anime. Và hồi ấy các ông có biết là những thứ các ông đang xem là được dựa trên game hay không? Từ những con Pokemon, các chiêu thức, bối cảnh, các hội quán và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng không chỉ đơn thuần là sao chép tất cả từ game, anime cũng có những sáng tạo riêng giúp nó tách biệt hẳn so với game. Và hôm nay anh em hãy cùng với tôi điểm lại những thứ mà chỉ xuất hiện trong anime còn game thì không có nha. Lưu ý đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân và mình cũng không chỉ ra cái nào hay hơn cái nào, nên là anh em cứ thoải mái vậy nha. Và nếu anh em có bất kỳ ý kiến nào khác thì nhớ comment phía dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Tackle hay thăng thuộc hơn là tấn công trực diện là một kỹ năng của hệ thượng với sức mạnh chỉ là 40. Khi Pokemon sử dụng chiêu thức này, nó đơn giản là lao lên tấn công và không kèm theo bất kỳ hiệu ứng gì. Có khá nhiều Pokemon có thể sở hữu chiêu thức này nên Tackle đã trở thành một kỹ năng cực kỳ thông dụng khi đi game. Và dĩ nhiên là ở mới ra đầu thôi, vì sau này Pokemon của anh em sẽ học được rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ hơn. Còn trong anime thì khác, tấn công trực diện hầu như được sử dụng trong mọi trận đấu, từ những trận đấu với người lạ, thi đấu hội quán hay thậm chí là ở một giải đấu lớn. Và nó còn được sử dụng bởi những Pokemon có bộ chiêu thức cực kỳ đa dạng và mạnh mẽ, ví dụ như là Charizard. Để trong game bạn phải vắt óc ra để nhớ xem cái con Pokemon đang đứng trước mặt mình là hệ gì, để có thể tung ra kỹ năng khắc chế nó hoặc rút Pokemon của mình về để tránh bị one shot. Trong anime thì đơn giản hơn rất nhiều vì dường như tư khắc hệ không hề tồn tại. Bạn có thể dễ dàng thấy Satoshi dùng những Pokemon bị khắc hệ để thi đấu. Không chỉ vậy mà một số hệ có thể vô hiệu hóa một số hệ khác, giúp tạo nên sự đa dạng trong chiến thuật cũng không hề tồn tại trong anime. Ở đây chúng tôi dùng điện để tấn công đất, dùng đầu hút một con ma, nhiễm độc cho một con bọ thép và điều khiển bọn hệ bóng tối bằng sức mạnh của tâm linh. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, con Squirtle này không bị ảnh hưởng bởi điện của Pikachu. Đây là một trong những điều mà mình thích ở anime hơn là game. Vì đối với mình, một Pokemon huyền thoại với những năng lực cực kỳ to lớn thì kích cỡ của chúng cũng phải to lớn theo. Điển hình như Groudon, vì thằng đã tạo ra lục địa, trong anime thì cao gần 13m, trong game thì chỉ còn chưa đến một nửa. Hay vì thằng cai quản thời gian Daiga, trên anime cao 11m, trong game thì chỉ cao hơn 5m một tí. Và còn nhiều Pokemon khác nữa, link video mình sẽ để dưới phần mô tả. Những trận chiến trong anime thực sự rất kịch tính. Bằng việc Pokemon có thể tự do kết hợp chiêu thức hay né tránh những kỹ năng của đối thủ bằng phản xạ của mình và làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Trong game thì nhàm chán hơn rất nhiều. Bạn chỉ việc chọn một kỹ năng khắc chế đối thủ có power mạnh nhất và cầu trời là nó đừng có trượt. Nhưng dạo gần đây Nintendo đã thêm cơ chế Pokemon của bạn có thể né kỹ năng hoặc trụ lại ở một máu nhờ sức mạnh tình bạn, khiến mối liên hệ giữa trainer và Pokemon thật hơn rất nhiều. Rồi nó nhanh hơn tôi. Đi Gyarados. Ui, một máu. Crit. Rồi sức mạnh tình bạn rồi. Con này được sức mạnh tình bạn bác rồi. Ngay từ tập đầu tiên chúng ta đã biết được để thu phục một Pokemon thì việc đầu tiên là bạn phải hạ gục chúng, kiểu làm cho mắt nó xoay xoay như này nè. Nhưng trong game nếu bạn làm như vậy thì con Pokemon đó sẽ biến mất luôn, đặc biệt nếu nó là Shiny hoặc Pokemon huyền thoại và bạn đã quên lưu thì chúc bạn hôm ấy có thể ngủ ngon. Trong game, khi bạn muốn Pokemon của mình học một chiêu thức nào đó thì việc đầu tiên của bạn là phải lên mạng tra xem là nó có thể học được hay không. Nếu học được thì học bằng cách nào? Vì một loại Pokemon chỉ học được các chiêu thức có trong 7 chiêu thức của chúng. Hoặc trong một số sự kiện đặc biệt thì Nintendo sẽ cho một số Pokemon có thể học được những chiêu thức mới. Nếu bạn vẫn muốn Pokemon của mình học các chiêu thức mà rõ ràng là nó không thể học được thì bạn hãy hack. Còn trong anime, Pokemon của bạn hầu như có thể sử dụng mọi chiêu thức mà chúng muốn, mặc dù trên thực tế là chúng không thể nào học được. Ví dụ như Munchlax dùng Giga Impact, Venonat có thể dùng kim độc, Onix có thể quấn được Apoc, dù trong cái hợp lý khi một con rắn có thể quấn được kẻ thù, nhưng Onix lại không thể học được chiêu thức này trong game. Và còn rất nhiều lần như vậy nữa, nhưng mình lười nên là mình kể như đó thôi.
trong game để một Pokemon có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì việc của bạn là phải cày level của Pokemon đó thông qua những trận đấu, hoặc đơn giản hơn là cho nó ăn kẹo. Và level tối đa của một Pokemon có thể đạt được là 100. Quay lại anime thì level hầu như không hề tồn tại. Sức mạnh của một Pokemon dường như phụ thuộc vào niềm tin. Như bạn đã xem đủ nhiều thì bạn cũng đã biết Pikachu đã trải qua rất nhiều trận chiến, lớn có nhỏ có. Đối với Pokemon thường là cả Pokemon huyền thoại, nhưng ở trong game thì level của Pikachu chắc chắn đã rất cao, thậm chí là đã đạt đến mức tối đa. Nhưng bằng một cách nào đó thì Pikachu lại thua một con Snivy level 5. Sao tiêu đề ghi là 7 mà lại có 8 ở đây? Thì do là mình thấy video còn khá ngắn và mình muốn thay đổi không khí một chút, nên chúng ta hãy cùng nhau xem lại một vài hạt sạn hài hước trong anime nha. Đầu tiên là con Zubat này bằng một cách nào đó có thể chở được Squirtle. Crobat uống nước như nguồn. Còn con Rillum này thì nhớ con Robat. Cánh của Charizard bị cháy nắng. Ở cánh này đang mang bút, nhưng ngay sau đó lại trở thành một đôi slipper. Sa có tặng 2 Pikachu. Sa ăn sứa bằng nĩa. Má của Pikachu bị bay màu. Con Dodo này thiếu cái gì thì phải? Đây là Weedle hay là Caterpie nhỉ? Nidoqueen siêu nhỏ. Vẫn là Nidoqueen nhưng là Imposter. Đến đây thì video đã hết. Nếu anh em thấy thích thì nhớ like, subscribe và ấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Còn nếu anh em thấy video này thiếu sót ở điểm nào thì hãy comment phía dưới để mình biết nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem đến đây. Bye bye.